Ngỡ ngàng, không chỉ áp ảo, trình độ trang điểm của Pháp Sư Trung Hoa khiến anh em ngỡ ngàng, tưởng lấy nhầm vợ. Câu chuyện được một anh trai chia sẻ đầy hài hước trên mạng xã hội rằng anh đã hoàn toàn mất niềm tin vào phụ nữ khi xung quanh anh ai cũng có tài trang điểm đỉnh cao, từ vợ cho đến chị họ, em gái hay các cô bạn của anh. Có lần anh về nhà chơi, suýt không nhận ra em gái mình. Trước khi trang điểm, em gái của anh thường xuất hiện với vẻ ngoài khá tự nhiên và đơn giản. Làn da không hoàn hảo với những vùng mụn đỏ, da đỏ thường làm cho cô bé cảm thấy không tự tin. Tuy nhiên, mỗi khi em gái trang điểm, anh thực sự không thể tin nổi vào sự biến đổi. Làn da không hoàn hảo và những khuyết điểm trước đó như được phủ lên hoàn toàn, thậm chí làn da còn trở nên mịn màng hơn. Đôi mắt được kẻ eyeliner cẩn thận làm cho chúng trở nên to hơn, sáng hơn như hai viên ngọc quý tỏa sáng. Đôi môi tô son màu đẹp khiến nụ cười trở nên quyến rũ. Thậm chí đến cả những khuyết điểm như là cằm vuông cũng được biến hóa hoàn toàn thành mi lai. Mà không chỉ có em gái anh đâu, ngay cả vợ anh cũng vậy. Sau khi kết hôn, phải mất một thời gian, anh mới quen đường với sự biến đổi của vợ khi ở nhà, lúc cô để mặt mộc và lúc cô lên đồ để đi ra ngoài đường. Anh thực sự ngỡ ngàng trước sự biến đổi lớn lao từ vẻ ngoài bình thường trước đó sang hình ảnh ở những mỹ nhân lộng lẫy sau khi trang điểm. Điều này thực sự là một bài học cho anh mở mang tầm mắt về sức mạnh của make up và cách mà nó có thể giúp chị em biến hình một cách kỳ diệu, tạo ra vẻ đẹp hoàn toàn mới và tự tin. Ảo thật đấy! Kiểu gì? Các bạn thấy sao về những hình ảnh này? Chia sẻ quan điểm cùng 8TV cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị.